Nam Thư. Anh Nguyên Linh. Xin chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong Bạn Muốn Hẹn Hò để kết nối rất nhiều cặp đang đi đến hôn nhân với nhau. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thực hiện phiên bản đặc biệt dành cho các cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mời các anh chiến sĩ quân đội hoặc các bạn nữ nào có nguyện vọng tìm người yêu là các chiến sĩ quân đội thì nhanh tay đăng ký tham gia. Ngoài chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò trên sóng truyền hình, chúng tôi còn có dịch vụ mai mối offline Bạn Muốn Hẹn Hò được tổ chức cuối tuần trên toàn quốc. Chi tiết liên hệ tại fanpage offline Bạn Muốn Hẹn Hò hoặc số điện thoại hotline đang chạy bên dưới màn hình. Và bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Dạ, em trải qua hai mối tình chính thức. Mối tình đầu tiên thì hồi đó em đang học chung cấp kế toán, cũng cua em 3 năm trời. Nhưng hồi đó thì em cũng hơi bồng bột, thì cũng lăng nhăng nên chia tay. Em lăng nhăng. Dạ. Mời bạn Nam. Ngồi đi em trai. Và mời bạn nữ bước ra sân khấu. Bây giờ hai bạn có mặt trên sân khấu rồi đó. Mình giới thiệu về mình đi. Đàn trai giới thiệu trước đi. Dạ em chào anh Huyền Linh. Chào em. Em chào chị Nam Thư. Chào bạn. Và tất cả các vị khán giả và bạn gái bên đó. Em tên là Lâm Linh Cường, đến từ Đồng Nai, Định Quán. Em năm nay 29 tuổi rồi. Dạ em kinh doanh mua bán sửa chữa điện thoại di động mà. Mà làm ở Định Quán luôn hả Cường? Dạ tại nhà luôn à. Nhà em ở với ai Cường? Chú ruột cũng như là bố đỡ đầu à. Cũng gọi là bố tại em sống ở đó rất là lâu à. Rồi. Mời đàn gái. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Chào và em. Bạn trai bên kia và quý vị khán giả. Em tên là Kim Vi, em 26 tuổi, em ở Long Thành, Đồng Nai. Nghề nghiệp của em là giáo viên mầm non à. Đồng Nai nhưng ở khu vực nào vậy Vi? Dạ nghe bò sữa chạy xuống cây nha. Bây giờ nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi bên đàn gái. Ưu điểm của em là biết nấu ăn, ngoại giao tốt mà ngôn nói chung nhưng mà gặp đám đông hơi ngại. Trời, mình là giáo viên mầm non mà thì mình cũng sẽ đứng trước đám đông nhiều, có gì đâu mà ngại nè. Dạ, tại chắc chưa phát được sóng nên còn hơi ngại. Cái chuyện của em hơi lội lội chút. Lâu lâu gặp bạn bè mà nhóm thân chơi chung với nhau thì hiểu nhau rồi bắt đầu là điên loạn chút. Rồi, bạn trai. Dạ, ưu điểm của em là biết nấu ăn với lại biết làm tất cả công việc nhà. Nói chung là điện nước rồi trong nhà này kia thì em làm được hết rồi. Dạ, khuyết điểm của em là đôi khi là bạn bè mà thân nhiều khi là em hay thẳng tính lắm. Thẳng quá mất lòng lắm em. Có những người mà cứ gặp người khác mới gặp ta nói trời sao mày xấu như vậy, mặc dù ta có thể xấu nhưng mà gặp bạn nhìn cũng được. Bây giờ mình nói chút xíu về chuyện tình duyên của bên đàn gái đi. Dạ em trải qua hai mối tình chính thức. Chính thức hả? Còn râu ria chắc nhiều lắm hả? Chính thức là tức là bạn bè, ba mẹ hoặc là mọi người xung quanh đều biết mình yêu người đó. Dạ đúng. Còn râu ria, định nghĩa râu ria sao? Ví dụ người ta thích mình thì cũng dạ, quy dạ, định rồi. Hoặc là dạ, mình ra đường mình nói chuyện một hai câu, đi ăn một hai lần thì bỏ qua. Sao kể thì dạ nhỉ? Mối tình đầu tiên thì hồi đó em đang học trung cấp kế toán, cũng cua em 3 năm trời. Đến lúc năm thứ 3 thì mới chịu gặp. Nhưng hồi đó thì cũng em cũng hơi bồng bột, thì cũng lăng nhăng nên chia tay. Em lăng nhăng. Dạ. Mà lúc đó em bao nhiêu tuổi? 20 tuổi à. Mà lăng nhăng là lăng nhăng sao bà gái? Tại thấy em còn trẻ vẫn nói, cứ nói là em cứ việc chơi vui, khi nào muốn cưới thì anh sẽ cưới. Nhưng mà em cứ cưới. Đến lúc mình biết được em lăng nhăng thì mới chia tay. Sau bà coi đó giờ tôi thấy trai lăng nhăng không à. Không, nhưng mà bạn này rất là thật. Ồ, chào em. Thẳng thắn. Xinh đẹp, dễ thương quá. Lăng nhăng tức là lúc đó em quen nhiều người hả? Nói chung là quen thì quen nhưng không có yêu. Chị hồi đó còn có nít mà. Thả thính á. Dạ. Vậy mà không phải lăng nhăng đâu. Đúng rồi. Mình nói lúc đó mình bồng bột thôi. Thấy không? Thì mối tình thứ hai là như thế nào? Quen mà tại ảnh ghen quá. Rồi hay đập đồ, đập điện thoại để chơi ghen quá nên chia tay. Nhưng mà với chị nghĩ là với cái tính của em thì em ra đường chắc là chắc chắn là nhiều người thích đúng không? Thích nhiều chứ, người, nhìn cô gái này là gợi cảm mà dễ thương. Nhớ đừng có bồng bột nữa nha. Dạ, giờ chỉnh chạc rồi anh. Con trai mà nhìn thấy con gái bồng bột cũng không có được đâu. Nè, em coi đàn trai nói tình duyên mình nè. Để sao coi. Sao trai? Em thì em đã trải qua được một mối tình rồi ạ. Dạ, hai đứa quen nhau được 8 năm ạ. 8 năm? Dạ. Trời ơi, dài à. Sao rồi chia tay? Đạo đồ này kia anh nó không có được ấy. Vì đạo sao mình quen 8 năm mình không biết người này đạo kia người. Dạ, lúc đó thì hai đứa chỉ biết quen nhau thôi, còn lúc sắp cưới thì nó mới... Tức là bạn kia không có đạo hay là... Dạ, bạn kia không có đạo ạ. Quen 8 năm mà mình phải hỏi. Ủa? Trước là có đạo hay không chứ. Dạ, chào chị. Ừ, anh Linh nói đúng đó. Một tháng thôi là biết hết về nhau, gia cảnh, hoàn cảnh, gia đình. Mà sao không biết luôn? Bất chấp cứ thương vậy thôi chị. À. Dạ.
8 năm mà không giải quyết trước, để tới cuối cùng xong để 20 năm rồi giải quyết luôn. À, vậy là em là người có đạo đúng không? Vi, em có đạo không? Dạ có, em đạo Thiên Chúa. Mừng chị. Quá. Trời ơi. Nhậu được không? Cũng được rồi. Uống được nhiêu cốc? Nếu mà đi giao tiếp đồ này kia thì em uống được chắc cũng khoảng cỡ 4-5 lon. Thôi nói thiệt đi, uống được nhiêu cốc? Uống tới luôn chắc khoảng cỡ chục lon rồi chị. Chục lon, nhậu được không Vi? Dạ được chị. Em uống được nhiêu lon? Bình thường uống được 3-4 lon hả chị? Ừ, hết mát là nhiêu? Đó, bằng đô bên kia. Chà. Ừ, nhậu vô rồi có quậy không? Nhậu vừa vừa thì nhiều khi nói hơi xàm tí xíu thôi, còn để mà nhậu nữa thì nói chung là em im lặng là em ngủ luôn rồi. À, em nhậu vô xàm là sao? Nhậu vô có mai list nhập không chứ chị? Chung nhậu là khoảng 3 lon. Nếu mà nhậu khoảng chừng 4-5 lon thì nói hơi nhiều tí xíu thôi. À, ai cũng bị. Sao bà 3-4 lon vô bà lòi cái nết gì ra? Khi nào buồn thì bắt đầu khóc. Vui vui thì cứ nhảy múa tung tăng vậy đó. Cái mẫu hình bạn gái lý tưởng của em như thế nào? Dạ em chỉ cần nhìn xinh xinh với lại hiền, cái kính trên nhường dưới vậy là ok rồi chị. Vì bên này là cũng có một thời gian nông nổi, thì em có nghĩ như thế nào về chuyện đó không? Dạ nói chung là quá khứ đã qua thì mình cho nó qua đi chị, nói chung mình cũng không ấy là làm gì. Nhìn bó bông rồi chị thấy tinh tế là chị thích rồi đó nha. Cái hình mẫu lý tưởng mà em muốn tìm một người đàn ông cho mình là như thế nào? Vấn đề ngoại hình thì em không quan trọng lắm. Cao hơn em là được rồi. Ghét đàn ông bụng xỉn keo kiệt. Đàn ông mà như đàn bà á chị. Hay đăng hình Facebook. Đàn ông là như đàn bà là sao? Em tả cái người đó anh nghe thử coi. Lúc nào cũng đăng hình Facebook rồi. Nói chung là hay đăng trên mạng xã hội chị. Là sống hay... ảo hả? À, sống ảo em không thích. Hay đàm phán những về cái chuyện của người ta, người khác á. À, tức dạ. Là ngồi mình... Ngồi nói rồi hay kể về người này kia. Với lại không thích trai mà hay cành vàng gái như vậy. Sao em tả giống anh quá vậy? Hả? Dạ không, mẫu như Linh thì ok. À. Anh Linh có bao giờ sống ảo trên mạng xã hội không đâu? Không sống ảo, anh xài app 720 đổi. Anh xài app thường thôi à. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bạn thân và em họ. Dạ, chào mấy cô bạn thân. Chào chương trình, em là bạn của Vi. Hợp hay không thì em không biết, nhưng mà em thấy là đẹp trai, có đạo, hiền. Vi ơi, ngon. Trời ơi, ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. Ngon. À, em đi với ai vậy? Dạ em đi với bố đỡ đầu với lại hai dì với lại em à. Chào anh Quỳnh Linh, chị Nam Thư. Dạ. Cùng tất cả các người có trong hội trường hôm nay. Tôi là chú của cháu Cường, bố đỡ đầu của cháu. Thì cháu cũng sống với gia đình tôi từ khá nhỏ. À, tôi cũng coi cháu như một người con trong gia đình và cũng dìu dắt cháu trong công việc làm ăn. Thế hiện nay thì cháu cũng là người trưởng thành. Cháu sống có trách nhiệm, tình cảm, thích sự chân thật. Cái nhược điểm của cháu là thực sự là cháu cũng ít có chia sẻ nhiều với người thân trong những cái tình cảm cũng như là những cái khúc mắc trong cuộc sống. Cũng nhờ đứa em đây để lên chương trình để đăng ký cho rồi. Cháu gái đây thì thấy là người cũng đã từng trải, cũng đã biết được nhiều cái cuộc sống nó có những cái thế này thế kia, thì chắc cháu cũng đã có những cái kinh nghiệm. Hy vọng là hai cháu cũng sẽ tìm hiểu thêm nhiều trong cái thời gian sắp tới. Dạ, rồi, cảm ơn thằng trai. Cho chị hỏi, dạ em là người đăng ký suối anh em đi hả? Dạ đúng rồi chị. Tại em thấy ảnh cũng 30 tuổi rồi, thấy nằm chịu eo ở nhà buồn quá. Em có bạn gái chưa? Dạ chưa dạ. Dạ dạ. Em ở dưới đó bạn còn nhiều không? Dạ 4-5 bạn luôn. À, đó, xíu tiêu qua bên kia luôn nha. Nhiều lắm nha cưng nha. Giao lưu hai bên gia đình xong rồi, thôi thì bây giờ mình để hai bạn gặp mặt nhau anh Linh ha. Rồi, mở rào. Rồi đó. Bắt đầu đi. Cảm ơn tất cả. Dạ, cảm ơn anh. Chúng ta cảm nhận như thế nào lần đầu tiên gặp mặt? Trời ơi, hai người mắt... Hai đứa mắc cỡ thế ớn không kìa. Mắc cỡ lắm nói, luôn á. Nói đi cưng. Nói đi. Nhìn thẳng trước đi. Nhìn thẳng vô mắt nhau, đừng có nhìn đâu nữa chứ á. Cường. Bây giờ đối tượng là trước mặt. Bắt đầu. Em nói em tên gì quên rồi ta. Em tên Vi, em tên gì cũng anh tên Cường. Đây là Vi, bên kia là Cường. Nếu mà ví dụ sau này mình đi đến được với nhau á, có thể em về em làm dâu được không? Dạ được. Em không có sợ vấn đề làm dâu.
Ví dụ mà anh không thích em đi làm giáo viên mầm non, em anh muốn em ở nhà em kinh doanh với anh đó, em có đồng ý không? Dạ, nếu mà lấy chồng thì phải theo chồng anh, nếu mà về cuộc sống hiện tại mà ổn thì có thể phụ giúp mà. Làm giáo viên mầm non cũng tốt mà. Đúng rồi. Ví dụ sáng đi làm thì chiều có thể kinh doanh phụ, trích thời gian ra giáo viên mầm non tốt đấy em. Thật sự là bạn bè em rất là nhiều, đôi khi em cũng có những bữa tiệc tùng đi với bạn bè. Anh có thích là một người con gái hay đi chơi với bạn bè không? Giống như là chỉ là đi gặp với bạn bè thôi. Nói chung là đừng có mình đi, mình đừng có giỡn quá rồi này kia. Được rồi, đừng dạ. có mà giỡn xong rồi chụp hình đăng Facebook hay là Zalo, nói chung là... Em có bồ về khác chứ anh, còn... Đi vậy anh đi theo được không? Dạ được. Đó, Nếu mà hẹn hò thì khoảng bao lâu mình gặp nhau một lần? Tùy anh sắp xếp công việc của anh, em nói chung là không có ép người bạn trai của mình tại vì công việc nữa. Tại công việc của anh là tự do, nói chung là anh thích là anh đi thôi à? Dạ thì... Được không đó, chú ngồi dưới kìa. Thích đi đâu được, phải làm xong công việc mới đi chứ. Lần đầu tiên mặt anh có đánh nhận xét gì về em? Anh nhìn thấy em thì cũng xinh, cũng có duyên, cũng có cảm tình. Dạ, nói chung nhìn anh thì cũng trưởng thành, chững chạc. Nói chung em cần một người cũng đàn ông ít nói một chút. Dạ chứ em nói nhiều rồi, về gặp anh nói nhiều nữa không ai nghe ai. Bây giờ nó có nói gì đâu. Thì bởi vì anh ít nói mới thích anh. Bây giờ đó em tiến tới em nắm tay tay cô ấy, em muốn nói gì em nói. Đúng rồi, nắm tay thôi. Em cảm nhận thế nào đấy? Nắm tay em. Rồi nhìn thẳng vô cô ấy. Nhìn chị thẳng. Chí, nhìn vô Vi nè. Nắm biết chưa? Giờ rung quá. Ôi, rung gì đâu, chưa. Nắm tay nhau, nắm tay nhìn nhau. Vô mắt nắm, nhau, nắm 5 vô. Giây không chớp mắt. Rồi hai người nhìn nhau đi, 30 giây nhìn bắt đầu. Nói chung là ngày hôm nay mình đến với nhau á là cũng là một cái duyên, nói chung là có đến được với nhau hay là sau này có thành vợ chồng hay không đó là cái nợ. Nói chung là mình có duyên nợ thì mình sẽ được đến được với nhau. Dạ, nói chung là phải nói thẳng ra là có duyên thì chương trình mới tạo cơ hội cho mình gặp nhau. Thì nói chung hai đứa mình cho cơ hội để nhìn, tìm hiểu. Nhìn Cường kìa Bí. Nhìn thẳng đi mắt. Anh Linh ơi đừng cho nắm tay nó ngại lắm. Không á. Rồi thôi ngại ngồi xuống nè. Hát bài chứng tỏ bản lĩnh tỏ tình liền Cường. Em nghe chi không? Từng hạt mưa đã gọi tên. Anh bỗng thấy thương cây bằng non, thương chiếc bóng cô phòng. Đâu là cô đơn nếu mình nghe nhau trong hạt mưa, nghe tiếng mưa rơi gõ trên lá bàng non. Em nghe gì không hỡi em? Vì anh thương em. Tiếp tục câu cái này mới quan trọng nè. Vì anh thương em như thương cây bàng non, cây nhớ ai làm sao nói được. Vì anh thương em như thương. Dễ thương. Mặc dù em không thực sự tới giờ em cũng không biết cây bàng non là cây gì. Cây bàng non là một cây bàng. Nó bị non. Không, không phải. Đây là một bài hát vô cùng rất là hay. Dạ. Và là một hiện tượng ở trên mạng, tượng trưng dụng của tình yêu bất diệt. Bất diệt. Nói chung là tim bây giờ nó đập nhanh gấp cũng nhiều lần rồi. Có rung động. Nói chung bây giờ mình nói riêng nè. Chuẩn bị nha. Phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình các bạn nha. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Bài nắm tay nhau. Đàn gái tối nay về bung xỏa nha. Nắm tay chứ phải là bắt tay. Đúng rồi. Cường hơi hồi hộp. Đây là chiếc vé xem phim của Cùng Đạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Hung nhau cái hung đầu tiên trong chương trình đi. Non chán. Rồi, đâu phải hung con cháu gì đâu. Cái gì vậy? Rắn. Đó. Rồi, dễ thương vô cùng. Tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da, mũ trôm Tân Gia Khang bao gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt cho công ty mỹ phẩm Đan Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Phần quà dành cho hai bạn là một cặp nhẫn cưới trị giá 10.200.000 đồng đến từ thương hiệu lọc Phúc Phai Cherry.
có thiết kế vượt trội, chất lượng đỉnh cao, thiết kế riêng cho câu chuyện tình yêu của hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty cổ phần Thiên Phú Yakio. Chúc các bạn hạnh phúc. Chúc em hạnh phúc. Chúng ta trân trọng tất cả những tình cảm của các bạn và mong rằng các bạn sẽ hạnh phúc trong ngày sớm nhất. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi tiếp theo. Xin mời. Trước đó em có quen một anh đó khoảng được 40 tháng, mà do anh đó nói dối em là anh đó chưa có bồ. Có người nói em là đừng dính vô tại vì anh đó đang sắp cưới vợ rồi. Nên ra em cũng tìm hiểu thử đúng sự thật là tháng 12 anh cưới vợ. Và bây giờ xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời đàn trai. Mời đàn gái giới thiệu cho đàn trai được biết nè. Rồi. Dạ em, năm nay em tên là Nhật Bình, năm nay em 29 tuổi. Em là người Sài Gòn. Dạ em hiện tại là em quản lý cho chị gái em bán cửa hàng dụng cụ thợ bạc. Quận mấy em? Quận 5 anh. Quận 5. Dạ. Mời em trai. Dạ em tên là Sang. Gì Sang em? Dạ Châu Văn Sang. Năm nay em 19 tuổi. Ờ năm nay em 29 tuổi. Trùng quá. Em 19 chắc anh cũng 20 à. Công việc em là cơ khí chế tạo anh. Bình, dạ. Em nói một tí về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi nè. Dạ, em hơi khó tính và kỹ tính chút xíu. Giống như là công việc bán buôn bán của em á, là tại vì khách tỉnh xa á, nên em khi mà em đóng hàng là em phải kiểm tra kỹ chứ. Rồi kiểm tra lại đủ xong rồi em mới đóng gói gửi hàng cho người ta. Không, cái đó là mình làm đúng công việc của mình mà. Dạ. Khi làm xa là em sẽ la. La nhiều không? Nhằm khi em chỉ cần quay qua là mấy đứa đó lại nghiêm lại, làm lại đàng hoàng lại cho em. Nấu ăn thì em vẫn biết nấu. Rồi còn khuyết điểm của bản thân là gì? Có hơi nóng tính thôi. Em nóng nhất là em làm gì? Nóng quá là em bực bội là em đi chỗ khác á anh ơi. Em không đứng đó nữa, đứng nữa lát em mắc coi em gây lộn. Cái kia nóng tính lắm á. Sao? Em có những ưu điểm khuyết điểm gì? Giỏi chịu đựng. Nửa phụ nữ cảm ràm thoải mái ha. Dạ. Rồi gì nữa sang? Chung em cũng biết nấu cơm. Biết nấu đồ ăn không? Dạ không. Trời ơi, nấu cơm không nấu đồ ăn hả? Thì người gấp, người nấu cơm, người nấu đồ ăn thì nói chung. Em tính bên kia nấu đồ ăn, bên em nấu cơm thôi. Trời ạ, khuyết điểm của em hay có sự nổi loạn. Nổi loạn? Làm những việc mình thích á. Chung là mình cái đó người than cản nhưng mình muốn làm. Để mình biết nó đi tới đâu, hôm nếu không được mình bỏ đó. Trời là ơi, sao phí vậy? Người ta can rồi đừng làm chuyện nó không được thì làm chi? Chung mình, tại em, mình sống chỉ một lần thôi, mình cứ làm đó thích. Chà, dạ, cũng quyết liệt ha. Đường tình duyên thế nào bạn gái? Dạ, trước đó em có quen một anh đó khoảng được 4-5 tháng, mà do anh đó tính lăng nhăng với lại sắp cưới vợ rồi, cái em rút luôn. Nên từ đó tới giờ em cứ tập trung làm công việc thôi. Thôi là sao? Tại vì quen em mà khắp có vợ rồi. Dạ, tại vì anh đó nói dối em là anh đó chưa có bồ. Rồi thì mình cũng tìm hiểu với nhau. Sau qua đó thì khi đó em có người nói em là đừng dính vô tại vì anh đó đang sắp cưới vợ rồi. Nên ra em cũng tìm hiểu thử đúng sự thật là tháng 12 là anh cưới vợ. Đàn ông kỳ lạ gần cưới vợ dám đi cua bồ nữa. Thì bởi vì không thể nào đáng tin được. Bởi vì gan hôm nay quá trời gan. Nói chị qua chào Sang. Đó, gái qua đó. Tình trường sao kể chị nghe với nè. Chung em có hai mối tình. Một chung thời đi học yêu Long Phương thôi. Người tình thứ hai là yêu người lớn tuổi. Lớn hơn mấy tuổi? Dạ lớn hơn như 6 tuổi. Lúc đầu là hai người xác định là quen qua đường thôi, quen chơi thôi. Hình mẫu lý tưởng người phụ nữ mà em mong muốn là gì? Là hiền, thì mị, nít na. Em có vẻ trầm tính quá ha, cưng. Không, thoải mái lên, nhẹ nhàng, thoải mái. Em không thích cái điều gì ở phụ nữ? Sơ đo tính toán. Là sao? Phụ nữ ít khi sơ đo tính toán lắm. Sao không có? Phụ nữ phải tính toán chứ. Kinh doanh đó tính từng đồng từng cắt mới được. Rồi em còn muốn gì ở người phụ nữ nữa? Mình có hiếu với cha mẹ. Hiền như cục đất vậy trời. Thiệt, hiền lắm luôn. Nửa tiếng mới nói câu. Thành ra đây là có sức chịu đựng càm ràm đó. Thôi để anh qua anh coi đàn gái thế nào coi. Nam Thư qua làm hỏi quá luôn hả? Ở trong đây ở trọ hay ở nhà ai? Dạ ở trọ. Nhà em ở ngoài kia ở đâu?
ở thị xã La Ghi anh. La Ghi là ở Bình Thuận á. Dạ. Nếu mà lấy vợ ở đây thì sẽ ở riêng hay sao? Ở riêng anh. Ở riêng. Dạ. Thu nhập mình có đủ để lo cho vợ chưa? Vô ghé là đủ hết rồi. Chào em gái. Dạ, chào anh. À, nãy giờ em cảm nhận anh chàng bên đây thế nào? Cũng không biết sao nói. Không biết. Anh hiền bên đây thấy cũng hiền luôn á. Hiền lắm, bên đây hiền lắm. Công việc hàng ngày em thấy nó nóng tính này kia, anh thấy cũng hiền ghê luôn vậy. Khi làm sai mới nóng anh, chứ tiền đi cơ cơ sao nóng được anh. Em ở đây với ai? Em là người Sài Gòn, ở với cha mẹ ở đây luôn anh. À, anh cảm nhận ở đây là một cái người rất là hiền lành, nhút nhát nữa. Chúng mình trò chuyện mình sẽ hiểu hơn ha. Dạ. À, em không thích cái tính gì của đàn ông nhất? Lăng nhăng, hút thuốc. Có không em trai? Dạ có, nhưng mà em đang hạn chế bỏ anh. Và nhậu nhẹt, bê là em không thích. Có nhậu không? Có tiền cũng nhậu thôi, còn thường không nhậu. Thôi ơi, có tiền nhậu không có tiền. Không, có tiền nhậu. Có tiệc. Có tiệc á. À có tiệc hả? Tưởng đâu có tiền thì nhậu, có tiền không nhậu. Nói chung hiền cũng hỏi gì nói đó à. Cái mẫu hình lý tưởng của em thế nào? Chắc người cỡ anh, cao cỡ anh được rồi. Người có phúc hậu thôi, cũng không cần đẹp trai quá. Cỡ anh đẹp trai chưa? Dạ của anh không phải đẹp trai mà là vừa người thôi. Vừa thôi. Con người này hiền hơn anh nhiều. Ừ. Con người này thật sự chân thành hơn anh nhiều luôn á. Anh hứa vậy luôn á. Yên tâm ha. Còn vấn đề em hiểu nhau thế nào thì tùy nha. Dạ. Chứ anh đánh giá đây là con người rất là tốt. Bây giờ mình hỏi thăm ý kiến người thân đi. Hôm nay Bình em đi với ai? Dạ em đi với mẹ em. Chào em. Dạ anh chào, chào cô. Hà Linh. À, dạ em. Cô. Dạ. Cảm nhận về con rể tương lai thế nào? Dạ thấy cũng được. Được không? Cũng hiền. Nếu mình ở xa quá, ở rể luôn được không? Dạ ăn thua lại con tôi nha. Cũng được. Em ở rể được không? Dạ được rồi. Được. Được không? Dạ được. Được luôn ha. Rồi cảm ơn cô. Em đi với ai? Dạ em đi với em trai. Chào anh Quyền Linh với chị Nam Thư, khán giả trong trường quay. Thì em thấy chị cũng được, chị bên này cũng được. Nhưng mà tính cách chị bên này cũng nóng, mà anh bên này cũng nóng, cũng sau này cũng không biết sao. Nói chung cũng quen nhau rồi cũng cố gắng tìm hiểu rồi được thay đổi thôi. Hai anh em ruột hả? Hai anh em ruột hả? Dạ hai anh em ruột. Trời hai anh em ruột sao ông này thì lanh mà ông anh thì hiền queo như cục đất vậy nè. Rồi, chương trình sẽ kéo rào để cho hai bạn gặp gỡ nhau nha. Xin mời, kéo rào. Bình tĩnh nha. Vui lên, tươi lên cho đẹp. Rồi đó. Dạ, em tính nha. Cho em gửi cho anh. Dạ, cảm ơn. Hai đứa là đang đổi quà hả? Dạ em cảm ơn. Cho em gửi ít quà cho anh. Cảm ơn. Hai đứa là đang đổi quà hả? Tặng quà mình cứ nói gì chứ. Như đổi qua đổi lại vậy. Giống như đổi quà vậy, Thư nói đúng á. Trong đó là cái đồng hồ nho nhỏ chị. Dung anh tặng em cái món Dung là nhìn nó cũng ý nghĩa đó. Một chiếc xe mà có hai người. Gọi là muốn... À dễ thương. Trời ơi. Đồng hồ có đeo tay được không? Quá đeo đồng hồ có thấy vừa dặn không đó. Đeo thử coi nào. Không đeo tôi lấy tôi đeo à. Những giây phút này khó có lắm á. Thấy chưa? Họ chăm sóc lẫn nhau ngay từng giây phút đầu tiên. Ga lăng lắm á. Chắc mở tới sáng quá. Rồi được rồi, được rồi, được rồi. Cầm cái hộp về chơi nè anh Linh. Đây. Đó. Về cho con tôi chơi. Đó rồi, cảm ơn. Ngồi đi em. Em gặp cổ em thấy sao? Anh thấy em giống người dễ thương. Còn tính cách cũng giống như anh. Bù trừ khuyết điểm cho nhau. Còn về cái phần nóng tính thì anh cũng nóng tính. Nhưng mà anh có đi học khó thiền á. Nên có... Cái đó có thể nó mất đi. Sao buồn vậy Bình? Bình? Dạ. Nói gì đi cưng, nói gì đi. Em cũng không biết nói gì đây. Em thấy anh Sang sao? Anh nước da, anh trắng trẻo gì không? Nói luôn đi. Trắng hơn anh nhiều. Nước da ngâm đen, thấy không? Sương gió mặn mà. Sương gió, Bình với lại Sang đứng kế bên á. Là như phấn trắng bản đen vậy đó. Anh nói những người đen á là những người rất là khỏe mạnh luôn. Em cảm nhận anh Sang thế nào? Dạ em nhìn ảnh chắc cũng là khó tính đó.
Tại em cũng khó mà anh cũng khó. Anh không đâu biết. Có khó đâu, anh dễ ẹt hả? Anh chịu đựng được luôn. Cái mặt nhìn thì khó mà cái tính không có khó đâu cưng. Khó thì không khó, nói chung cũng dễ lắm, không khó đâu. Thường rảnh em làm cái gì bị chì, nếu mà... Thì tại công việc của em là thời gian hơi bị dài. Từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối. Thành ra là cái coi chỉ có ngày chủ nhật đó là em nghỉ được nửa buổi thôi. Thì đó thì hay, em cùng hay gia đình đi ăn uống này đó. Còn anh thì làm tới 11, 12 giờ mới về nhà. Ủa sao em làm gì tới 11, 12 giờ mới về sang? Làm sao đó em chạy luôn mà, chạy Grab luôn. À chạy Grab nhưng mà tự do mà. Nếu mình mà chạy thì mở app lên mình chạy. Đúng rồi. Không nhận á thì mình đóng app lại mình chở bạn gái đi chơi. Được không sang? Dạ, dạ được. Bây giờ có một cái người kia mà lần họ book một cái đơn hàng 1 triệu. Trong khi đó là Bình hẹn em là phải tới chở đi chơi. Bây giờ em chọn cái nào? Tới đón Bình đi chơi anh. Trời ơi. Đó vậy thấy chưa? Thấy dễ thương chưa? Kinh tế là ai giữ tiền ai giữ? Ai giữ cũng được chị. Mà quan trọng để tìm hiểu cái đã có được hay không. Tất nhiên là vấn đề tìm hiểu thì chắc chắn rồi. Nhưng mà tức là mình đang ngồi ở đây và mình tính những cái gì đó xa hơn, hiểu không? Giờ đừng có dạy mà nói tiền ai cũng giữ cũng được. Nói là em giữ, để em phải ở đây có chị với anh Linh làm chứng. Mà dưới quá trời khán giả làm chứng, về mốt khỏi cái lộn. Giờ em biết hát bài gì không sang? Biết mà hát dở lắm. Kệ nó, hát cho nó vui luôn. Hôm nay em tặng em bài Nếu Là Anh. Rồi, tới gần luôn. Nếu là anh thì anh sẽ dành yêu thương đến em. Đúng quá nè. Tiếp đi, kể nó. Hát hết lời. Bắt đầu. Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ cố làm tất cả để... Thôi được anh. Được. Bây giờ mời em bỏ tay vào nút bấm nè. Để tay nút bấm đi sang. Lúc anh 28 tuổi đó Bình, anh không có chiếc xe để chạy Grab luôn đó. Nên cho nhau cơ hội, biết đâu hai đứa sẽ cùng hợp tác để cùng phát triển nha. 3 2 1 Hết thời gian. Hết thời gian. Đây, món quà của Sang đã tặng cho em. Đồng hồ cứ đeo, cứ giữ lấy. Dạ. Thật sự anh hiểu được tâm trạng của Bình. Anh hiểu, rất hiểu. Nhưng anh vẫn muốn Bình cho Sang một cơ hội. Vì với anh, cậu ấy là một con người tốt đó. Tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da, mũ trôm Tân Gia Khang bao gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt cho công ty mỹ phẩm Đan Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Mỗi bạn nhận được một voucher mua sắm trị giá 5 triệu đồng đến từ thương hiệu trang sức cao cấp Lọc Phúc Fine Jewelry. Với phương châm đem lại những thiết kế hoàn mỹ, các dòng trang sức của Lọc Phúc bắt nhịp với xu hướng thời trang thế giới. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty cổ phần Thiên Phú Yakio. Rất cảm ơn các bạn đã đến. Chúc các bạn sẽ sớm tìm được nửa mảnh ghép các bạn nhé. Ây cha. Anh thương Sang quá à. Anh cũng thương Bình nữa. Hai bạn hiền từ quá à. Em cảm nhận được là anh rất là tiếc nuối cho cả hai bạn. Nhưng mà cảm xúc mà anh Linh, mình không thể nào mà nói dối nó được cả. Đúng rồi. Khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được quà tặng là một mặt dây chuyền trị giá 3 triệu đồng đến từ thương hiệu trang sức cao cấp Lọc Phúc Fine Jewelry khi tham gia trả lời câu hỏi của chương trình trên fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Và bây giờ Nam Thư, Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại.
chưa có mối tình đầu nào hết. Chưa có luôn. Dạ. Mối tình chính thức thì em có một mối tình từ thời học sinh. Có lần em đi đường em sắp về thì em mở bản đồ xem thì có bạn nào đi qua mượn cái điện thoại. Thì thấy em mặc thì xoái ca, nhìn cái cách nói chuyện của em rất là rụt rè. Hay là trên này thì vậy mà ở ngoài thì khác vậy? Em nghĩ là cái này nó vừa lại ưu điểm vừa khuyết điểm là em không nói dối được. Em nói dối là em bảo em xấu hổ lắm. Hầu như là em chả thấy em có cái ưu điểm gì cả. Em có thể nấu cơm, em nấu canh, em giặt giũ, sửa chữa hỏng hóc trong nhà là em đều có thể làm được.